qua sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hậu Giang đã tổ chức thành công cuộc bỏ phiếu đảm bảo an toàn, dân chủ và đúng quy định. Sau những cơn mưa đầu mùa, nồng độ mặn trong nước và độ phèn trong đất giảm đáng kể, nông dân tất bật chuẩn bị vụ mùa mới. Những điều cần lưu ý khi làm thủ tục đăng ký đối với các chủ phương tiện lưu thông bằng xe đạp điện và xe mô tô điện. Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Thời sự tối của truyền hình Hậu Giang hôm nay thứ Ba ngày 24 tháng 5 năm 2016. Thưa quý vị, nhằm đánh giá lại kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, chiều nay, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác bầu cử rút kinh nghiệm. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh. Phát biểu đánh giá tại hội nghị, ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, bắt đầu từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ sáng ngày 22 tháng 5, 877 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đồng loạt khai mạc và tiến hành bỏ phiếu. Nhờ khâu chuẩn bị chu đáo nên buổi khai mạc diễn ra nghiêm túc, an toàn. Các cấp lãnh đạo đều có sự quan tâm đến cuộc bầu cử bằng việc tham gia bỏ những lá phiếu đầu tiên với bà con cử tri. Mặc dù trong ngày bỏ phiếu 22 tháng 5 có mưa trên diện rộng, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu vẫn đảm bảo. Theo đó, số lượng cử tri niêm yết danh sách bầu cử là 561.769 người. Tính đến 19 giờ 30 phút, số lượng cử tri đi bỏ phiếu là 561.074 người, chiếm tỷ lệ 99,95%. Có 4 đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% là thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và huyện Châu Thành A. 58 đơn vị hành chính cấp xã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. 792 tổ có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Theo báo cáo kết quả sơ bộ của Ủy ban bầu cử tỉnh, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Hậu Giang được ấn định là 6 người, số người trúng cử là 6 trong số 10 người ứng cử. Trong đó, nữ 1 người chiếm tỷ lệ 16,67%, tái cử 3 chiếm tỷ lệ 50%. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với Hội đồng nhân dân tỉnh được ấn định là 50 đại biểu. Số người trúng cử là 50 trong tổng số 87 người ứng cử. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được ấn định là 254 đại biểu. Số người được bầu là 254 người. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được ấn định là 2.103 người. Số người được bầu là 2.096 đại biểu. Có 7 đơn vị bầu cử cấp xã, khuyết 1 đại biểu ở mỗi đơn vị. Có được kết quả này, ngay từ đầu, Ủy ban bầu cử các cấp đã quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh một cách cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt là công tác tuyên truyền với những cách làm mới thông qua nhiều hình thức trực quan sinh động, tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân, hiểu được vai trò, tầm quan trọng trong cuộc bầu cử để bà con đi bầu đúng, bầu đủ. Chúng tôi có cái chỉ đạo là cho 91 ứng cử viên của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có cái tranh cử trên sóng phát thanh truyền hình thông báo những cái nội dung cốt lõi đến từng hộ gia đình để giúp cho từng là cử tri họ có cái tiếp cận, có cái nghiên cứu sâu về cái danh sách những người ứng cử. Chúng tôi có cái chủ trương là giao cho đài phát thanh truyền hình có cái quảng bá những cái ca khúc về cái chủ đề bầu cử. Có nhiều cái cơ quan tham gia, nhưng mà qua cái theo dõi thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái vai trò của đài phát thanh truyền hình, mà cụ thể là trong cái ngày khai mạc cái cuộc bầu cử đó, thì đài phát thanh truyền hình đã tham mưu và tổ chức ba cái điểm cầu truyền hình trực tiếp để mà giới thiệu hình ảnh rồi cái không khí bầu cử ở Hậu Giang của chúng ta
đặc biệt là ba cái điểm cầu, đó là thành phố Vị Thanh, đó là huyện Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy, để tạo điều kiện cho các đồng chí lãnh đạo của tỉnh là bỏ những cái lá phiếu đầu tiên, rồi sau đó là từng cử tri họ sẽ tham gia cái cuộc bầu cử. Ngoài ra, tiểu ban an ninh trật tự cũng đã bố trí lực lượng trực xuyên suốt tại 877 tổ bầu cử, nên công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Riêng đối với tình hình an toàn giao thông, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Phát biểu đánh giá tại hội nghị, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, biểu dương sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chuẩn bị và triển khai công tác chuẩn bị của Hậu Giang đúng theo quy định của pháp luật. Sự nhận thức của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân thông qua các hoạt động của hệ thống chính trị đã đạt được kết quả rất tốt. Công tác chuẩn bị nhân sự để đưa ra, kể cả Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng ta có lãnh đạo và có xem xét đánh giá từng cán bộ từng cấp để chúng ta đưa ra. Và cái kết quả nó trả lời là được sự tín nhiệm của nhân dân rất tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số hạn chế cần được rút kinh nghiệm. Về nhiệm vụ sau bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tổng hợp, quản lý tài liệu, cơ sở vật chất phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phải đúng theo luật định, nhất là đối với những đơn nạc danh. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ban, sở ngành tỉnh cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, chuẩn bị sơ kết. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong chiều nay, đoàn công tác Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam do bà Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội phụ trách khu vực phía Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại tỉnh Hậu Giang. Tiếp đoàn có ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua nghe báo cáo, thời gian qua, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động ở cấp cơ sở còn hạn chế, nhưng Hội Người Cao Tuổi các cấp đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động, phong trào để người cao tuổi chuyển biến tích cực. Hậu Giang hiện có hơn 72.000 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 9,4% dân số. Ở mỗi cấp đều có ban đại diện của hội để chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi. Gần 65.000 đối tượng người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi là hoạt động nổi bật của Hậu Giang trong năm qua, với hơn 1.500 người được mổ mắt. Ngoài trợ cấp hàng tháng, việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi cũng được chú trọng với 740 câu lạc bộ sinh hoạt. Song song đó, tổ chức hội còn chúc thọ, mừng tuổi cho hơn 9.600 cụ nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, trưởng đoàn công tác Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, bên cạnh đánh giá cao hoạt động của Hội Người Cao Tuổi tỉnh, đề nghị dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh phải bổ sung một biên chế để tạo thuận lợi cho quá trình vận hành của hội. Đồng thời, cần xây quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo đúng chủ trương của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm rà soát và tháo gỡ những khó khăn trong phát triển hạ tầng đô thị của các huyện thị trên địa bàn tỉnh, sáng nay ông Nguyễn Nhân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành A về tình hình xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện. Hiện tại thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, thị trấn 1000 và thị trấn 7000 bước đầu đã hoàn thành một số tiêu chí trong nâng cấp đô thị và đang thực hiện công tác chỉnh trang, đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, đèn chiếu sáng tại các tuyến đường chính, khu dân cư, kết hợp nâng cấp và sửa chữa các chợ trong đô thị với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian qua các dự án xây dựng khu dân cư, khu thương mại ở các đô thị này chậm tiến độ đề ra. Nguyên nhân do công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc do chưa thống nhất được giá đất, dẫn đến tình trạng quá tải, không đủ mặt bằng buôn bán ở các chợ trong đô thị. Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư hạ tầng đô thị còn hạn chế. Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nhân Tuấn đề nghị tập trung thu hút vốn đầu tư, xây dựng hệ thống đường, điện, chiếu sáng, cấp thoát nước cho các đô thị trọng điểm, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị chi tiết, cụ thể theo từng năm để phấn đấu đưa thị trấn 1000 và thị trấn Cái Tắc thành đô thị loại 4 đến năm 2020.
Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 5, tổng khối lượng xây dựng cơ bản của tỉnh chỉ đạt trên 43%, tức là gần 770 tỷ đồng, riêng giá trị giải ngân chỉ đạt 664 tỷ. Giải quyết vấn đề này trong sáng nay, tại buổi họp bàn về vấn đề xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các ban sở ngành liên quan cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ đây đến cuối năm, trong đó tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính. Để thực hiện tốt sự chỉ đạo này, từng đơn vị cần nhanh chóng hoàn tất công tác bổ sung mã ngành cho từng loại hồ sơ dự án, khẩn trương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn của các dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư tiến hành lập thủ tục các dự án lên Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 6, để nhanh tiến độ thực hiện giá trị khối lượng để đảm bảo tiến độ giải ngân. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng hướng dẫn các thủ tục văn bản liên quan đến việc giải ngân vốn cho các chủ đầu tư để tiến hành giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành. Những nội dung tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, ngành giáo dục Hậu Giang tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học môn tiếng Anh cho học sinh theo từng chương trình thí điểm mới năm 2016. Sau những cơn mưa đầu mùa, nồng độ mặn trong nước và độ phèn trong đất giảm đáng kể, nông dân tất bật chuẩn bị vụ mùa mới. Những điều cần lưu ý khi làm thủ tục đăng ký đối với chủ phương tiện lưu thông bằng xe đạp điện và xe mô tô điện. Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2016 và lập thành tích thi đua chào mừng tháng công nhân năm 2016. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công đoàn Viên chức, Sở Giáo dục Đào tạo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ gắn biển công trình tại trường tiểu học Vĩnh Tường 1, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. Đây là một trong 5 điểm trường được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hậu Giang chọn làm điểm đầu tư nhà vệ sinh trường học và rửa tay với xà phòng, hoàn thành sớm hơn 1 tháng, đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho khoảng 35 giáo viên và hơn 580 học sinh. Đến nay đã có 3 công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng. Riêng 2 công trình thuộc quyền Dư Thủy sẽ hoàn thành trong tháng 6. Sau 3 năm thực hiện chương trình học tiếng Anh thí điểm năm 2016, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học môn tiếng Anh cho gần 90 học sinh lớp 12 ở 3 trường: Trung học phổ thông Vị Thanh, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang thị xã Ngã Bảy và Trường Trung học phổ thông Cái Tát huyện Châu Thành A đang học theo chương trình mới. Từ đó có những khuyến nghị điều chỉnh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao chất lượng dạy và học và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phương án thi môn ngoại ngữ cấp trung học phổ thông trong những năm tiếp theo. Trong kỳ thi này, nếu đạt điểm cao, học sinh có thể bảo lưu số điểm môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày là 24 và 25 tháng 5 năm 2016 tại trường Trung học cơ sở Quang Diệu, thành phố Vị Thanh. Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa đầu mùa liên tục trong hơn một tuần qua không chỉ làm cho không khí trở nên dịu nhẹ hơn mà còn làm cho dịch bệnh trên cây mía ở Phụng Hiệp giảm mạnh. Theo thống kê từ ngành nông nghiệp huyện, hiện tại diện tích mía bị bệnh ở địa phương chỉ còn khoảng 100 hectare, giảm khoảng 200 hectare so với tuần trước. Các đối tượng gây hại hiện nay chủ yếu là bọ rầy đầu vàng, bọ trĩ, bệnh gỉ sắt. Đây là những đối tượng gây hại chủ yếu trên cây mía ở Phụng Hiệp mùa này. Các đối tượng này chủ yếu phát sinh mạnh vào thời điểm nắng nóng. Cách đây hơn một tháng, theo thống kê toàn huyện có hơn 1.200 hectare mía bị các đối tượng này tấn công. Tuy nhiên, khi dịch bệnh giảm thì hiện nay người trồng mía ở Phụng Hiệp lại đối mặt với tình trạng mía đổ ngã do mưa dông. Qua thống kê sơ bộ, toàn huyện hiện tại có gần 70 hectare mía đổ ngã. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì những cơn mưa đầu mùa không chỉ làm giảm đi tình hình phát sinh dịch bệnh trên mía mà còn tạo điều kiện thuận lợi xuống giống vụ lúa hè thu. Bởi nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng qua đã khiến cho nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long phải dừng sản xuất do không đủ nước. Riêng tại tỉnh Hậu Giang trong vụ hè thu này thì ngành nông nghiệp có kế hoạch gieo sạ 77.000 hectare lúa, nhưng đợt xâm nhập mặn vừa qua đã có khoảng 10.000 hectare chưa thể xuống giống. Cũng do diễn biến bất thường của hạn mặn nên lịch thời vụ xuống giống lúa hè thu được dời đến tháng 6 năm 2016. Thế nhưng sau những cơn mưa đầu mùa dài ngày trở lại đây, nông dân đã tranh thủ gieo sạ cho kịp thời vụ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Long Mỹ. Nhiều ngày qua,
ông Lưu Thành Như đứng ngồi không yên vì 5 công ruộng của gia đình không những thiếu nước mà còn bị nhiễm mặn. Thế nhưng sau những ngày cày ải phơi đất, đợi nước ngọt để gieo xạ, những cơn mưa giải hạn tuần qua đã xóa tan nỗi lo lắng của gia đình ông. Ruộng đầy nước, ông Như gấp rút làm đất và tiến hành rửa vôi, rửa phèn và hạ nồng độ mặn chuẩn bị cho 10 ngày sau gieo xạ cho kịp vụ hè thu. Hôm nay thì nó mặn quá mặn đi, mặn rồi chờ mưa xuống với theo lịch của mấy ông nhà nước cho xuống giống. Vì chứ để nhìn xạ là không ấy thì nước mặn mình bơm không được. Cũng như ông Như, trên cánh đồng cách đó không xa, ông Châu Văn Y cũng đang tất bật làm cỏ bờ và đào đường nước để sổ phèn. Bên cạnh sự phấn khởi nguồn nước dồi dào sau mưa bổ sung cho mảnh ruộng, ông Y không tránh được những nỗi lo. Năm nay thì vụ lúa năm nay thì rất là bấp bênh, nước mặn rồi xạ trễ, có thể là năng suất không cao do cái thời tiết. Rồi tới tháng 8 đầu này nọ có thể bị bão đổ ngã lúa. Theo thông tin mới nhất, hiện nồng độ mặn tại huyện Long Mỹ hiện nay đã giảm xuống còn 2 phần ngàn. Dự báo mặn sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới. Theo lịch xuống giống của ngành nông nghiệp, huyện Long Mỹ sẽ đồng loạt xuống giống từ ngày 1 tháng 6 với 8.200 hectare. Tuy nhiên, tùy vào tình hình lượng mưa thực tế mà có thể kéo dài ngày xạ đến giữa tháng 6. Trời mưa thì cái phèn ở trong đất và trên đất mặt nó tan ra, nó tạo ra trên mặt một lớp phèn rất là lớn. Mà chúng ta không chú ý thì khi mà xạ giống xuống thì giống nó sẽ quéo, nó chết. Thì bà con cần là phải chúng ta xả bỏ những trận mưa đồng, tức là sau khi làm đất, chúng ta tục đất lên hoặc là xới đất thì mưa để cho nó rửa mấy trận đầu cho nước nó ra, hoặc là chúng ta phải bón thêm cái phân vôi, cái vôi bột á, khoảng từ 20kg tới 50kg cho một công để cho nó hạ cái lớp phèn xuống thì chúng ta mới thành công. Hiện nay Hậu Giang có trên 8.200 hecta lúa đang chuẩn bị xuống giống, tập trung tại huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Sau nhiều tháng hạn mặn xâm nhập, những cơn mưa đầu mùa là tín hiệu mừng cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, bà con vẫn phải chủ động gieo trồng, tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu người dân sử dụng xe mô tô điện, xe máy điện tăng nhanh về số lượng, tuy nhiên lại khó khăn trong việc đăng ký, cấp biển số, do thực tế các loại xe máy này đang lưu thông không có giấy tờ. Nhằm thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến xe máy điện, xe mô tô điện, thì mới đây Bộ Công an đã ban hành bổ sung quy định về đăng ký xe đối với các phương tiện này. Theo đó, thủ tục đăng ký vào trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 sẽ được hỗ trợ đăng ký miễn phí. Để giúp người dân hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông của tỉnh Hậu Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, những điểm mới trong việc đăng ký biển số xe máy điện và xe đạp điện thì sẽ có những thuận tiện như thế nào cho người dân? Chúng ta chỉ cần là một cái giấy khai đăng ký và sổ khẩu chứng minh nhân dân là chúng ta có thể đăng ký được cái loại xe này. Đối với cơ quan tổ chức á, thì chúng ta chỉ cần chỉ giới thiệu của cơ quan thôi. Và cái điểm thuận lợi nhất á, cho bà con á, là khi đăng ký chúng ta trong khoảng thời gian từ 6 tháng 12 năm 2015 tới 30 tháng 6 năm 2016 thì bà con không phải đóng thuế trước bạ cho loại xe này. Sau ngày 30 tháng 6 năm 2016 á, thì một số phương tiện mà còn lại nó không chịu đăng ký á, hoặc là vì lý do là không đăng ký được á, tham gia lưu thông trên đường mà khi bị phát hiện thì bị xử phạt theo nghị định 171 của chính phủ. Cụ thể là những trường hợp mà như thế không đăng ký thì bị xử phạt từ 3 đến 400 ngàn đồng. Cảm ơn ông đã dành cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đến đây chương trình thời sự tối của Truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.